chào mọi người nha. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục hành trình đi thăm bầy nha mọi người. Sau một đêm ngủ dậy, hôm nay anh em mình lại đi thăm. Cái hôm qua anh em mình đi đặt mấy cái bầy trên đồi nha. Đâu cái đấy được không? Được không? Ai à, được một con à? Đấy nhỉ? Con sống chứ, nó còn lấy cuối cuội nhỉ? Đây nha mọi người, anh em mình thăm ở đây được một con rồi. Cái bẫy này là hôm qua mình đặt đây là lúc tối rồi, kiểu lúc về lấy hoa chuối ở đây nha, xong đặt đây bây giờ là được một con rồi nha. Bây giờ trên đồi, trên đỉnh đồi trên kia hai anh em mình vẫn đặt trên đấy nhiều. Cho vào túi đi anh ạ. Đây. Đường to giáo tiếp quân nữa, bắt lại quân xỉ hả? Ừ. Tí mang về vặt lông xong sấy lên nha. Sấy lên để ăn. Tí chưa anh, khả năng anh em mình nếu mà ấy làm con sóc hôm qua kia nha. Nấu hoa chuối ăn. Chào mình hả? Ờ không xào ăn đi, hoa chuối tối qua mình ăn bữa. Xào ớt gì ạ? Ờ xào với ớt ăn cay cay ngon. Ủa, sáng ra cũng lạnh nhỉ trên này. Sao mà đây không như ở dưới nhà nhỉ? Ở đây vẫn lạnh đây, có sương mù ở đây nữa. Báo nhiệt độ nó 3 đến 4 độ mà. Nhưng mà hôm nay trời hơi nắng rồi đấy nhỉ. Khu mình đây ở khu cao chắc vẫn rơi tuyết đấy nhỉ. Như ở khu trên trên mốc không kia nhỉ. Không bấy đâu, không đặt đâu. Cái dốc này dốc lắm mọi người, rậm đây, sáng nay bình minh nó lên đây. Vặt tay à? Chân. Không, ý là tay anh sao chảy máu. Đây nha mọi người, được hai anh em mình đi thăm được con này, sướng chưa? Vừa nãy được một con ở dưới kia. Dưới kia là gần lán mình nhé. Đây, bây giờ được con này. Sáng anh em mình từ dưới kia leo lên trên này là lúc 6 giờ, nhưng mà lên đến đây bây giờ bình minh lên cao như này, ánh nắng lên cao, chiếu lên cao này, lên trên đồi cao nên là đây nha. Bây giờ là anh em mình đã bắt được một con này, thăm được một con này, giờ lại đi tiếp. Ở đâu, ở đây không bầy đấy nhỉ? U anh ơi, trên này không phải con rúi à? Nó không ở rồi nhỉ? Đào mới lắm nhưng mà nó bị thông lố rồi mọi người. Đây toàn cỏ, toàn đồi chít thôi. Đến chỗ kia nhá. Sập chưa? Sập rồi. Ừ. Không phải đi. Thế này mà không được nhỉ? Không, em hình như bấy bên kia một cái này đấy. Hay là cái này nhỉ? Rồi anh em mình lên xem một cái trên này nào. Hôm qua em đặt trên này một cái đấy. Đây này, cái này mới đào nhỉ? Đấy, cái trên đấy đấy. Có được không? Hả? Được à? Có to không? Đâu đâu đâu, em xem nào. U nhỉ, con này được con to nhỉ. Vậy cái này anh bấy cái kia chứ.
Hả? Hay là cậu bấy nhỉ? Không biết được rồi. Cái này anh bấy. Thật á? Ừ. Có phải đâu cái này. Cái này cậu bấy nhỉ? Cái này em bấy. Ui dồi. Xách lên xem nào. To nhỉ? Ừ, con này to. Xem nó cắn không nhỉ? Cắn. Ừ, con này mày to như con sóc nhỉ? Được chưa? To nhỉ? Con này to lắm. Đây nha mọi người. Cái này. Con to này. Đây anh cho túi đi. Được ghê. To lắm nhỉ. Ôi. Đấy. Đang trong tì mà. Thôi đặt lại ở đây thôi nhỉ. Cái này. Đây nha, được một con này nha. Sướng nha. Con này ngon đấy nhỉ. Ừ. Ấy cho nó chết đi nhỉ. Bóp của chúng nó không thở được nhỉ. Đây nha. Vẫn chưa thăm hết nhưng mà được mấy con rồi nha. Con to nhỉ, mấy con này. Ôi. Đấy, con to lắm. Hôm nay anh em mình may mắn thật nhỉ. Nhà. May mắn thật. Đấy. Cho vào đi nhỉ. Chạy chứ. Chạy. Ui, được không? Sướng nha. Mọi người đây. Hai anh em mình vẫn chưa thăm hết đâu. Còn trên này còn nhiều đấy nha. Thôi cái này đặt vẫn đặt đây thôi nhỉ. Ừ. Mấy con à. Em sợ con kia tí chạy thôi. Kìa. Được 6 con rồi. Nhấc lên xem nào. Cầm cả con kia nhấc nào. Em sợ cái con vừa này tí chạy thôi. Chạy được. Ôi đây rồi. Sướng chưa? Nhấc cao một tí. Đây. Đấy. Sướng chưa? 6 con. Toàn con to nha. Tới tí mình lên thăm nó mấy cái trên này đã nhà. Về xong anh em mình xử lý. Thôi bấy nốt đi. Đều túi không bấy nốt cái này đi. Bấy để lại đây. Đặt để lại đây. Con to nhỉ. Quê này to này đắm đấm vô mày. Đắm đấm văng. Ừ, cái loại này to hơn nhỉ. Ui, con này to thật. Mọi người ạ. Anh đặt lại cho cú anh ạ. Cậu làm quên làm đi. Làm cho nó nhanh. Ừ. Bỏ túi. Sướng nhỉ. Sướng. Mày con này thì con sóc lầy xanh kia không to bằng con này nhỉ. Không to bằng nó sóc. Cho tới đi. Mày cứ chơi lấy mày thế nó trở lại thế mà. Ở trên cái trên đấy hôm qua chả được sóc. Tí anh em mình lên xem cái trên đấy. Cái đấy em bấy mà, hôm qua em bấy mà. Đâu? Đây, toàn con sóc to này. Ui, con này chết rồi. Vào đầu nó luôn à. Ui, tụi này làm mày làm cái này thương lắm. Đừng, từ từ, cứ bình tĩnh, không hỏng được nó. Hôm qua em bảo rồi, cái này em bấy mà. Sướng nhỉ, hôm nay anh em. Sao mà nó chui kiểu gì nó mới cắn. Cho túi đi. Cái này vẫn đặt đây thôi nhỉ. Được thì đặt đây. Mọi người ơi, bây giờ mình thăm xong rồi, còn một cái duy nhất ở trên này thôi. Nhưng mà bây giờ lên dốc xong mệt quá. Bây giờ mình ngồi nghỉ đây tí đã, nghỉ cho nó đỡ mệt. Sau mình mới lên thăm nốt nha. Sáng trời lạnh nhưng mà kiểu lên dốc xong bây giờ cũng toát hết mồ hôi rồi. Nóng hết cả người, lên cái dốc cao lắm mọi người. Máu nhỏ mày.
Đây này, cao lên. Có được không? Đây. Đâu đâu? Đâu? Đâu đâu em đi xem à? Thơm à? Đây nha, ông anh bé. Đâu? Con này á? Ừ. Con này mùi lắm. Cũng ăn được à? Được, đợi xem nào. Đây là con này. Hết rồi đấy nhỉ, anh em mình hết rồi đấy nhỉ. Hết rồi. Con này có ăn được à? Có ăn được nhưng mà nó hơi mùi à. Liệu có ăn không? Tùy thôi, em không ăn được con này, anh ăn thì ăn. Mùi lắm nhỉ. Mùi không? Thôi thả cho nó đi đi. Hả? Thả cho nó đi tự nhiên đi. Mùi lắm. Thả thôi. Từ từ giấm, từ từ thôi, không. Thả đi anh ạ, cái này không ăn được. Bóp mạnh vào. Chân giấm ấy. Ném xuống đây. Ủa chỗ này chắc có lan. Ủa đây, có lan thật. Mọi người ơi, có lan đây này. Đây là lan, không biết lan gì ở rừng. Khu này kiểu trên đỉnh đồi nó nhiều, nhiều cây nó có lan. Nó ở trên cây nó toàn có rêu các thứ, nó nhiều lan. Chỗ này toàn cỏ danh nhỉ. Nó là cỏ ấy. Mọi người ơi, bây giờ là hai anh em mình đã thăm xong bầy nhá. Bây giờ là muộn lắm rồi mọi người ạ. Giờ là chắc tầm 1 giờ rồi đấy chứ. Kiểu đói lắm rồi mọi người ạ. Đi thăm cả buổi sáng, leo trèo đồi các thứ bây giờ mệt lắm à. Giờ chắc tầm 1 giờ chứ nhỉ, hay là tầm mấy giờ nhỉ? Tầm mấy giờ rồi? 1:12 rồi. 1:12 rồi. Đấy mọi người ạ. Từ lúc sáng 6 giờ đi mà đến giờ là 1 giờ rồi đấy. Bây giờ là anh em mình trong bụng là không có gì. Đấy. Giờ về xong chế biến để ăn thôi, ăn bữa trưa thôi. Thành bữa chiều. Lên dốc thì thấy cũng hơi lâu nhưng mà xuống dốc thì thấy đỡ hơn nhỉ anh nhỉ? Kiểu anh em mình xuống dốc nó nhanh hơn. Mấy khu cây gỗ to này chắc có khi là có đấy. Có con cày. Nhưng mà cày thì anh em mình hiếm ấy bắt được lắm nhỉ. Kiểu nó ít khi, nếu mà mình ở lâu cơ. Đây nha mọi người. Hiện tại hai anh em mình sắp đến doanh trại của mình ở nhé. Đến lán rồi nhé. Đấy. Bây giờ đến lán rồi. Lán mình rào xung quanh hết. Xung quanh hết nhỉ? Ủa, hả? Nhóm lửa đó nhỉ? Nên thích cho lán này vô hơi nó rằm nè. Nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn thôi. Đây nha, lán tối qua anh em mình ngủ ở lán này nhé. Rào xung quanh hết, gió không vào nó đỡ lạnh. Đấy. Đây nha mọi người. Thành quả của hôm nay anh em mình. Ui ôi, một túi mà nhỉ. Sướng, anh ơi. Con này vẫn còn sống nhỉ. Con này lúc nãy được cái chỗ ở trên đấy đấy. Ủa, con sóc này nhìn, ui, to nhỉ con này. To thật đấy. Được rồi, bây giờ
nấu cơm ăn đây nhỉ. Đói á. Được nhiều thật đấy nhỉ. Buổi sáng anh em mình không xách được hết anh ạ. Nhiều. Xách hai tay vào. Từ dao này nó sang phải. Nhìn thấy phật chứ nhìn sao mà. Phật. Nhiều lắm. Ô con này toàn tụt cơ. Thế nha. Một túm mấy con. Hả? À, không biết được đấy. Đúng rồi. Đấy được nhiều lắm mọi người ạ. Thế nha. Khó nha. Ở bên trên này khó thật đấy. Mái này nước tầm này rất là chú chú không à? Thì nhưng mà em thấy ở dưới cháy rồi người nó mỏng quá. Gió lửa ít rồi, anh kéo bên đấy kéo. Không khí cái dao này, cái cá này già mài mài dễ mài nhỉ, cái đá này đây sắc nhỉ. Ờ mài nó sắc nhanh. Sạch ở đây nhỉ. Ruột nó cứ lấy hết, vứt hết đi. Không ăn đâu, chỉ ăn cái gan nó thôi nhỉ. Gan nó ăn ngon mà nhỉ cái này. Ruột các thứ. Nhiều thịt lắm nhỉ. Nhiều thịt đấy. Nhiều mà con này thì con to mà. Lấy cả cái hậu môn các thứ vứt hết. Làm sạch sẽ ăn nó mới ngon. Thất này thì cất để dưới là mà tình nhu. Cay hết cả mũi rồi nhỉ. Cho vào luôn này ạ, cho thịt vào nhé. Cho thịt vào. Cũng không sợ đâu. Ngon nhỉ. Cho muối vào. Đây nha mọi người, bây giờ anh em mình nấu món thịt chuột. Chết thế thôi nhỉ. Mỗi là to lắm ăn đấy. Kia là sóc có nhé, nhưng mà chưa nấu thôi. Phải lên chu đồng không? Chín chưa? Ồ. Cháy thơm lắm nhỉ. Ớt thơm lắm nhỉ.
nhìn ngon. Thử cũng chín, cứ thử miếng không? Anh thử đi, ăn thử xem. Anh ăn đi, em không ăn được. Sao, tình hình thế nào? Ngon không? Chín không? Ngon. Đây, mời mọi người nhá. Bây giờ mình ăn thử. Đắng lắm. Nó đắng hết. Anh tình thẳng mò gà lấy mật ra đâu. Đổ đấy anh. Đổ ra. Nóng không? Đây. Ui. Mất ăn đấy. Mất ăn. Mới lũ rồi lâm một phát tóng không nào hả? Kê thôi nha. Ờ thế đây. Đây nha. Đấy. Đói lắm. Đói lắm rồi. Cho ít mỡ vào đúng không? Ừ. Cho ít mỡ vào, không cho cá vào xào xào nữa. Nấu món canh cá nữa nhá mọi người. Thế được rồi, bộ thế được rồi. Nhiều rồi. Ui, hơi nhiều quá đấy. Nhiều canh nhiều tí ăn nó nóng á. Mấy cái kia cháy mà, bỏ cá vào đi. Ui, chắc cái gì lấy chứ. Hả? Được nhiều mà nhỉ, cá này nhỉ. Anh sợ là hay là con chuột hay con gì để ăn mì keo thôi. Mà nó mới chỉ mất ngon. Cá ngon. Món này mình nấu canh mà nhỉ. Một con cua vàng vàng. Ngon đấy nhỉ. Ô sao hồi nãy anh cứ để muối luôn. Nó ngọt. Thêm nước nữa không? Ôi đây nha mọi người, đây bây giờ anh em hai anh em đói lắm rồi, có món canh cá này với lại chỗ này không bằng mấy nhỉ, thôi sợ nó đổ đấy, món canh cá với lại thịt chuột nha. Rồi sau một ngày mệt mỏi nhà anh em mình đi thăm bấy về, bây giờ cũng nấu nướng xong hết rồi, bây giờ ăn cơm thôi. Rồi mời tất cả mọi người ăn cơm cùng mình nhé. Đấy, mời mọi người nhé. Ngon nhỉ? À, ngon đấy. Được, tuyệt vời. Ớt cay không? Đâu. Ơ cơ. Cay. Cay à? Khói à? Khói bún mẹ. Rút mấy cái ấy đây. Ồ, vẫn được con cua anh ạ, à. Con cua to lắm. Anh ăn không? Không ăn à? Không. Wow. Cua vàng rồi mọi người ạ. Ngon lắm. Toàn thịt nạc thôi. Cua cá đi. Ăn cá đi. Ờ ăn đi. Mời mọi người ăn cua nhá. Ngon kỳ luôn. Ngon. Ngon lắm. Chấm ớt nữa ngon nhỉ. Kiểu ớt này. Đúng rồi. Ngon thật. Đang đói ăn cơm ngon. Bây giờ chắc cũng có khi 2 giờ chứ nhỉ. Đây à. 2 giờ rồi. Cho một ớt này.
Ngon không? Ngon lắm. Đây nha mọi người ơi. Bây giờ là đấy, anh em mình ăn vẫn còn nhiều lắm. Nấu nhiều mà hôm nay nấu một con to. Con này chắc gần 5 lạng ấy nhỉ? 5 lạng đấy, có đấy. Con to mà. Đây mời mọi người nhé. Ngon. Cái nước chấm ớt này cũng không phải nói nhỉ. Ngon tuyệt vời. Đây. Đây vẫn còn quả ớt to. Đấy, sóc. Anh ơi, bây giờ em đố anh dám ăn ớt nhá. Thành không? Thật, đố luôn. Nhá. Ok. Anh ăn nhá. Đâu, đâu, xem nhá. Nào, từ từ, xem nhá. Nào. Đấy. Đấy. Được đấy nhá. Được đấy. Ăn giỏi đấy nhá. Ớt như này cũng ăn được. Đấy. Không ăn thử rồi xem, ngon mà. Ngon không? Ngon mà. Thử nhá. Mấy cái nhai. Sợ tí mà em sợ bị sưng sưng môi thì sao? Không sưng môi đâu, dạ dày thì nó mới. Em dạ dày á. Một cái nhái không? Ui, cay lắm. Cay lắm. Anh à, thế anh ăn được cái này không? Cái này chưa. Cái này chưa. To quá. Đây nha mọi người. Ông anh ăn ớt khỏe lắm. Ăn ớt nhiều sợ mọc râu nhanh ấy hả anh ạ? Râu của em mọc nhanh lắm, ăn ớt mà dừng. Cái này già hết rồi. Râu nó trắng rồi, kiểu mình mà dừng già. Nhiều, già nhanh. Trời vừa rét này với lại vừa... Nhưng mà được ăn sướng đúng không? Ừ. Được ăn thịt nhỉ? Ăn món... Lành, lành nhưng mà nó ăn sướng. Được ăn ngon. Nói chung vào rừng sướng nhỉ? Sướng lắm. Kiểu ở này...